Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Vâng, thì bây giờ thưa ông, thì ông nhắc lại câu hỏi của ông đi. Tôi thích cái câu hỏi của ông lắm. Ông nhắc lại câu hỏi của ông đi. Tôi nhắc lại câu hỏi là tôi... Ông 71 tuổi phải không ông? Tôi năm nay 71 tuổi ạ. Vâng, rồi ông tôi bị... Tôi hỏi bác sĩ là tôi đã nghỉ hưu rồi. Tôi không có... Vâng ạ, tôi nghỉ hưu rồi. Tôi không có nói chuyện nhiều với lại mọi người. Mà tôi chỉ có nói chuyện với lại một vài người bạn. Hoặc là hiện giờ tôi đang nói trực tiếp với bác sĩ thế này. Tôi cũng cảm thấy cái họng của tôi rau, cái tiếng của thói nó không nét nữa, nó hơi bị càn đi. Vâng. Và làm cái người đối diện của tôi nghe cũng hơi khó. Vâng. Cho nên tôi nói to lên thì là để cái người đó nghe rõ. Vâng. Thì như vậy thì có người nói là tôi bị acid nó trào lên cuống họng. Vâng. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ là nói cho tôi biết là cái bệnh này của tôi có chữa được không. Vâng. Và có phải là cái acid đó là tôi ăn quá nhiều dầu mỡ hay là như thế nào để mà tôi được chữa và có khỏi không ạ? Vâng. Thì cảm ơn ông, câu hỏi cũng rất là hay. Thì tiện thể đây tôi có câu hỏi của ông thì tôi cố gắng trả lời ông. Thì chuyện đầu tiên đó là cái chuyện mà khan tiếng đó, thường thường là người lớn tuổi. Cái thứ hai là ông vặn tivi nhỏ lại nhé ông, để tôi trả lời ông nha. Thì người lớn tuổi đó thì thường thường đôi khi người lớn tuổi thì cái lỗ tai nó, cái thính lực đó, nó nghe không được rõ. Thế nên họ không nghe được cái tiếng họ nói thì họ hay nói to. Mà nhất là họ hay nói to, nói nhiều thì hay bị khan tiếng. Ok, đó là một những cái nguyên nhân rất là thông thường. Rồi cái thứ hai nữa đó là trường hợp của ông nói là ông bị acid reflux, có thể nó burn cái thanh quản của ông, cái vocal cord của ông, thì nó dễ bị rè. Thì để trả lời câu hỏi bác sĩ Phan, những cái người trường hợp như của ông, bác sĩ Phan, mà bị khan tiếng vì acid reflux trong cái cuống họng, nó burn cái nó làm cho nóng cái thanh quản của ông, thì mình khuyên ông sao? Chữa được phải không? Chính là cái đó chữa được. Nếu mà again, tại vì phải đi make sure đi bác sĩ tai mũi họng để soi trước, để make sure không có cái chuyện gì khác, không có thể mấy cái polyp hay cái nodule ở trong cái vocal cord, thì phải soi mới thấy được. Nhưng mà tạm thời nếu mà bị acid nhiều thì có thể uống thuốc để giảm acid, hoặc là đừng ăn uống nhiều quá, đừng ăn đầy bụng quá. Tránh mấy cái đồ chua, mấy cái đồ cay, hút thuốc lá, uống rượu hoặc là cà phê. Mấy cái đó nó có thể làm cái chất acid ở trong bao tử nó lên nhiều hơn, mà nó trào lên nhiều hơn. Như là ăn xong đừng có nằm xuống liền, hoặc là tối đi ngủ nằm 2-3 cái gối để nó cao lên chút xíu. Thì mấy cái đó có thể là tạm thời đi bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng có thể làm mấy cái phương pháp đó coi nó có đỡ hay không. Vâng, thì thưa quý vị, thì cái vấn đề mà bị trào axit trong bao tử, nó trào lên cuống họng của mình, nó trào lên cái thanh quản của mình, nó làm mình bị rè đó, rất là thông thường. Cái chuyện mà có rất là nhiều thuốc cũng như rất là nhiều cái cách sống, cái ăn uống của mình nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện đó. Thì bác sĩ Đa Thích Phan có nói rồi. Nhưng có điểm này tôi muốn nói, nó nhắc lại là rất là nhiều thuốc có thể làm cho bị trào lên. Mới uống cà phê nhiều quá có thể trào lên. Và thứ hai đó là nhất là những người mà đang dùng mấy cái thuốc mà để tăng cường cái sinh lý của mình đó. Ví dụ như là Viagra, Cialis hay là nhiều lắm. Những cái thuốc mà rất là nhiều. Mấy cái thuốc đó những người uống họ hay bị ợ lắm. Họ bị như là nghẹn ở đây đó. Nghẹn là cái cuống bao tử của họ, rồi họ bị trào lên. Thì cái đó là một điểm, là một trong những trường hợp. Nếu mà mình nghĩ là trường hợp của ông bị là vậy, nhưng mà tuy nhiên cái nguyên do mà làm cho người lớn tuổi bị khan tiếng sau khi nói to, nói nhiều thì cũng thông thường thôi, có thể chữa được, có thể bằng, nhưng mà trước khi mình nghĩ là cái chuyện này nó là bình thường thì phải be sure là nó không có những chuyện gì mà nó là độc. Làm ví dụ như là ung thư cái thanh quản hoặc là bị viêm cái thanh quản, thì cái người đó, người bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng họ sẽ soi, nó gọi là laryngoscopy phải không? Họ cho và họ thấy cái thanh quản của mình, cái box đó, nó có vấn đề gì không?
Thì cái trường hợp của ông này đương nhiên là tôi nghĩ là dĩ nhiên là nên đi gặp bác sĩ về tai mũi họng. Nhưng tuy nhiên trong thời gian chờ đợi cái hẹn ông nói chỉ 1-2 tháng mới gặp được, thì làm sao mà bớt uống cái thuốc hay là những đồ ăn có thể gây cho mình bị trào cái axit. Nhưng mà mấy thuốc mà trào axit thường thường bác sĩ Đức Phan cho họ uống cái gì? Có nhiều loại thuốc có thể giảm cái axit, có mấy cái H2 blocker, nhiều cái nó bị recall rồi, thì bây giờ hình như bây giờ chỉ còn cái Pepcid là cái famotidine thôi. Hoặc là có cái nhiều cái viên nhai nó có thể neutralize cái axit ngay lúc đó, như cái Maalox, Mintox, mấy cái này. Mấy thuốc nhai có đỡ phải không? Dạ, yeah, thuốc nhai hoặc là cái thuốc nước nữa, có nhai nước. Nhưng mấy cái thuốc mà như PPI có được không? Dạ, cái thứ ba nữa, mấy cái chất PPI, giống như là cái Omeprazole, Nexium, rồi mấy cái đó. Dexilant hả? Dexilant, mấy cái đó thì cái đó mạnh hơn. Thì mình nên chọn lựa mấy cái thuốc nào mà nó nhẹ nhất mà có hiệu nghiệm, chứ không có nên dùng cái mạnh nhất. Nếu mà mình dùng cái nhai mấy cái antacid mà nó đỡ rồi thì thôi khỏi cần dùng cái mạnh hơn. Tại vì thuốc nó càng mạnh thì nó càng nhiều phản ứng phụ. Thì nếu mà mình uống nhiều cái PPI lâu dài quá đó thì nó có thể làm cho nó cái malabsorption của nhiều mấy cái nutrients có thể làm sưng phổi dễ hơn, rồi có thể làm tiêu chảy nhiều hơn. Thì cái đó uống 1-2 tháng không sao, nhưng mà uống lâu dài thì không nên. Tại vì nếu mà bị bệnh gì mà uống lâu dài thì nên trở lại bác sĩ gia đình rồi coi có các bệnh gì nặng hơn, có thể bị H. pylori hay là có bị ulcer hay là bị cái bệnh gì ung thư bao tử hay bệnh gì nặng hơn mà có thể bé là bị kinh niên hoài. Dạ, thì thương tin là cái vòng luẩn quẩn là mình uống thuốc để mà mình chữa bệnh thì đôi khi nó gây ra phản ứng phụ, nó làm trào axit như tôi nói hồi nãy đấy, cái thuốc như là Viagra, Cialis này kia nó, nhưng mà ngược lại thì mình nếu mà có thể thì mình phải thay đổi bằng cái cuộc sống của mình đi. Mà dùng ít thuốc thì càng ít càng tốt. Cà phê càng ít càng tốt. Nhất là mấy người lớn tuổi, đặc biệt mấy người lớn tuổi nó kêu bằng polypharmacy. Thì mấy người lớn tuổi ưa bị nhiều bệnh, vừa bị cao máu, vừa bị tiểu đường, vừa bị cao mỡ, đã uống mấy thuốc đó rồi cái bị đau nhức, thêm uống thuốc đau nhức mỗi ngày nữa, rồi cái uống thuốc đau nhức nữa bị đau bao tử, rồi bây giờ phải thêm uống thuốc bao tử nữa. Thì nếu được nên tránh cái ấy bị rỗng xương nữa, thì nếu mà phải uống thuốc thì bắt buộc phải uống thuốc, nhưng mà nếu mà cái thuốc gì mà chỉ khi nào cần thiết để cho trị cái triệu chứng thôi á thì mấy cái đó nên giảm lại, hoặc là nói chuyện với bác sĩ có thể cắt đi, để tại vì mình nên tránh cái polypharmacy, tại vì nhiều cái thuốc nó có thể không phải là phản ứng phụ, nhưng mà nhiều cái thuốc nó có thể chọi nhau nữa, cái đó nên nói chuyện với bác sĩ và dược sĩ để mình giảm lại cái polypharmacy. Ok, thì cảm ơn bác sĩ Derek Phan. Thì cái câu hỏi mà thường thường xảy ra trong quý vị cứ gọi vào đó, thì có hỏi về vấn đề, ngoài vấn đề COVID thì bắt đầu hỏi về vấn đề chích ngừa flu vaccine. Bây giờ là cái mùa thời điểm rất là tốt để chích flu vaccine. Thì người ta nói là cái 2 dose flu vaccine và cái regular vaccine nó khác nhau chỗ nào bác sĩ? Thì cái quadrivalent phải không? Một cái quadrivalent, một cái 2 dose. Yeah, cái nào cũng là quadrivalent, là nó có nghĩa là nó chỉ 4 loại con vi trùng cúm, nhưng mà mấy người lớn tuổi á, 65 tuổi trở lên á, nên chỉ cái 2 dose, là tại vì cái đó nó sẽ làm cái dose nó nặng hơn, nó sẽ làm cho cái người mình nó làm nhiều kháng thể hơn, tại vì mấy người lớn tuổi cơ thể nó yếu, nó không có làm nhiều kháng thể bằng người trẻ tuổi, thì mấy người lớn tuổi nên chỉ cái 2 dose. Vâng, thưa quý vị, thì trở lại cái vấn đề flu vaccine thì nó cũng đi song song với COVID vaccine. Thì mùa này là chúng tôi tôi nghĩ tất cả những văn phòng các bác sĩ nào bắt đầu chích flu vaccine cho bệnh nhân. Mà flu vaccine bệnh nhân thì những người nào trên 65 tuổi thì chúng tôi đề nghị chích cái 2 doses. Quý vị biết là bây giờ quý vị nhớ là theo thống kê đó thì cái flu vaccine đó, mỗi năm họ ra đó, cái che chở có 60% gần chưa tới 70% nữa. Nhưng mà tại vì càng chích nhiều năm thì cái sức đề kháng nó càng tăng lên. Tại vì cái variant, mỗi năm nó thay đổi cái variant. Bây giờ ai cũng biết variant là cái gì rồi. Và đi Delta rồi. Thì bây giờ, ngày xưa mà khi nói đến flu, mà nói variant thì không ai hiểu nó là cái gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay tất cả mọi người đều hiểu khi tôi nói là cái variant nó xảy ra. Thành ra quý vị càng chích nhiều. Ôi nói là tôi chích mà cảm cúm mà chẳng có giúp gì cả. Nhưng mà càng chích thì cái che chở nó càng nhiều cái variant khác nhau thì nó càng tốt cho quý vị.
Thì tôi tóm lại để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi khuyên quý vị nên chích ngừa flu vaccine. Và đồng thời nếu quý vị nào đã chích flu vaccine rồi thì 2 tuần sau, 3 tuần sau nên chích ngừa cái COVID-19 đôi thứ 3. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, hẹn tái ngộ quý vị vào thứ 2 tuần tới. Cảm ơn bác sĩ Jack Phan rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ Toán. Cảm ơn quý vị.